Dạ, thiết bị Tế Quỳnh Gia xin chào mọi người. Thì hôm nay thiết bị Tế Quỳnh Gia xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm, đó là đèn Klayumi. Thì đèn này được sản xuất tại Việt Nam và sẽ được khi mua cái hàng thiết bị Tế Quỳnh Gia sẽ được bảo hành 1 năm. Thì đèn này thì mình có sử dụng ở các phòng khám, ví dụ như là mình khám tai mũi họng hoặc là mình khám những cái vùng nào nhỏ hẹp thiếu ánh sáng thì mình có thể sử dụng đèn này để mình soi đến vị trí cần khám, hoặc là mình sử dụng ở gia đình, hoặc là sử dụng ở những nơi thẩm mỹ hoặc là những nơi làm tóc, mình có thể sử dụng này để mình gáy tai hoặc là soi những vị trí mình mục đích mình cần sử dụng. Thì sau đây em sẽ là một phần chi tiết của máy. Thì máy nó sẽ đi kèm cho mình là một cục adapter này để mình sạc điện. Thì kèm theo đó nữa là một miếng hướng dẫn để mình sử dụng. Thì em sẽ vào phần chính của máy. Thì phần chính của máy sẽ có một cái dây đeo. Thì dây đeo này thì mình có thể là tháo gỡ dán. Thì mình sẽ dán tùy thuộc vào kích thước mỗi đầu của mỗi người sử dụng. Và tiếp theo thì nó sẽ có là một phần khớp để mình tùy chỉnh cái ánh sáng đến nơi mà mình cần soi ha. Tiếp theo thì mình có một cái hộp đèn. Thì trên hộp đèn này nó sẽ có một nút tắt mở của đèn, và kèm bên đó sẽ có một cổng để mình kết nối cục adapter để mình sạc điện. Thì cái máy này mình sạc trong vòng 2 giờ. Thì khi mình sạc đầy thì mình thời gian sử dụng của mình có thể lên tới là 6 đến 8 tiếng. Và tiếp theo thì mình sẽ có một cái gương cầu. Thì cái gương này có tác dụng dùng để gom tụ cái quầng sáng, hoặc là dùng để tỏ vùng sáng ra to hơn thì mình sẽ sử dụng cái gương cầu này. Tiếp theo thì mình có một cái que để mình điều chỉnh cái đèn led này. Và cái bóng đèn led này thì độ bền nó rất là cao, có thời gian sử dụng của mình nó có thể lên đến là 10 năm. Rồi, sau đây em sẽ là một phần hướng dẫn mọi người cách sử dụng của đèn ha. Thì đầu tiên mình để mở đèn lên thì mình sẽ mở lên. Rồi. Tiếp theo thì cái đèn led này thì mình có thể tăng chỉnh từ 1 cho tới 6 cm. Thì khi mình soi, ví dụ như những vùng mà nhỏ hẹp mình muốn cái đèn này nó gom lại ánh sáng nhỏ, thì mình sẽ dời cái đèn led này ra xa cái gương cầu thì cái ánh sáng nó sẽ gom lại. Ví dụ như mình soi ở những cái vùng trong lỗ tai thì mình sẽ gom lại như vậy thì mình sẽ dễ dàng soi hơn. Còn tiếp theo ví dụ mình muốn cái quầng sáng này nó to hơn thì mình sẽ di chuyển cái đèn led này gần cái gương cầu, thì cái ánh sáng này nó, cái quầng sáng này sẽ to ra. Thì tùy theo mục đích của người sử dụng thì mình muốn gom hoặc là dùng để gom quầng sáng, hoặc là dùng để tỏ to của quầng sáng ra, thì mình sẽ sử dụng là bằng cách đưa cái đèn led này ra vào. Khi mà đưa ra thì nó sẽ đèn led nó sẽ là gom lại, còn khi đưa gần vào cái gương cầu thì cái quầng sáng này nó sẽ to ra. Thì cái đèn này nó cũng sử dụng đơn giản. Thì em đã giới thiệu mọi người chi tiết của cái đèn và hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Cảm ơn mọi người đã xem clip.